Chào các bạn. Cập nhật tình hình lúc 13 giờ 40 ngày hôm nay thứ tư này tại Gara Ca Việt. Đầu tiên là cái ghế điện trên khung ghế zin của VF3. Con này là ghế bên tài nha các bạn. Khung ghế zin của VF3 đã được tháo ra, chuẩn bị lên ghế điện. Tiếp đến thì Ford Terry. Đấy, vẫn là một cái cấu hình rất là phổ thông của Terry. Con Terry này thì con xe 5 chỗ nha các bạn. Băng sau của nó thì rất là rộng. Thì thường là mình rất hay làm cái ngả ghế băng 2 của Ford Terry Terry. Thì khi cái băng 2 mà ngả được sâu xuống thì cái người ngồi hàng hai nó sẽ rất là thoải mái khi mà đi đường dài. Thì cái ghế băng hai làm, nếu mà làm trên zin và không cắt mút, khoét mút đi thì nó ngả cũng rất là sâu, lên tới 150-160 độ luôn. Nó ngả đến sát với cái ốp bên hông này. Đó, này là sẽ được. Đó, gần như là sát luôn nha các bạn. Thì Ford Terry này thì cũng độ trên ghế zin, mà cái form ghế bên ngoài gần như không ảnh hưởng gì cả các bạn. Đấy, thì Terry này là con xe rất là rộng nên là cái thường phục vụ cho việc chở gia đình rất là nhiều. Đấy. Ai mà nhà nào mà có em bé trẻ con mà đi đường xa thì nên làm băng hai nha các bạn. Tiếp đến là con Honda Jazz. Xe này thì cái cốp zin nó đang bị ti zin nó đang bị hư. Đấy, nên là khi mà cốp mở lên một chút xíu thì nó sẽ bị tự động nó tụt lại. Đấy, thì tiện thể là anh chủ lên luôn cái cốp điện, thì hiện tại là vẫn đang chế cháo. Con này nó chưa có cốp điện zin nha các bạn. Đấy, nên là bên mình đang tính toán cái phương án để độ cốp điện cho con Honda Jazz này. Honda Jazz này thì anh chủ này là chơi rất là nhiều. Đấy, các bạn để ý là cái mâm này. Đấy, cái này thì không phải bên mình làm nhé. Mâm này thì bên Per Family làm. Thì nghe nói là giá trị của bộ mâm cái này ốp đèn bô nó rơi gần 20 triệu. Đấy. Ngoài ra thì còn có cam 360 rồi đèn nguyên cụm các kiểu. Hệ thống đèn nguyên cụm. Đấy. Thì Honda Jazz này thì cái cốp điện thì không biết là thành công hay không. Thì trong ngày hôm nay bên mình sẽ, nếu ok thì mình sẽ có một cái video về cái cốp điện của Honda Jazz. Còn trước mắt là đang tính toán cái phương án để làm sao mà đặt được cái thế ti nó phù hợp nhất. Rồi. Tiếp đến là cái con VF3. VF3 này là một cái dự án rất là dài hơi. Thì gói này VF3 là độ full từ trong ra ngoài luôn nha các bạn. Cái mâm này, đây là mâm zin này. Đấy, mình đã về một bộ mâm. Đấy, mâm đang để góc này nhưng mà chưa kịp tháo ra luôn. Đấy, vẫn đang chờ xử lý xong những phần nội thất. Cửa hít thì hoàn thiện rồi này. Đấy. Thì cái cửa hít đối với VF3 nó rất là cần nha các bạn. Con này VF3 là hai cửa, mà cái cửa của VF3 rất là to. Đấy, nên là cái cửa hít của VF3 rất là cần. Đấy. Thì cửa zin nguyên bản là đóng rất là nặng tay nha các bạn. Đấy, đây là bộ cửa hít Ginidor này. Đấy, cũng đang đợi hoàn thiện thôi, tức là còn con này sẽ đổi màu nội thất luôn. Đây là phần ốp trước bên mình sẽ xử lý sau. Đấy, tiếp đến là bộ cam 360. Thương hiệu Giniver nha các bạn. Mã Giniver U4 VF3. Mã này nó có Calay luôn nha các bạn. Nếu mà màn zin các bạn có thêm cái tính năng Calay thì rất là phù hợp để mình đi đường vừa nghe nhạc giải trí bằng
MP3 vừa có Google Maps mới lại có cảnh báo Vietmap Live. Ghế thì được đưa đi bọc ra rồi. Đấy. Rất là nhiều. Đấy. Ghế điện các kiểu cũng lên hết. Cái vô lăng rồi cáp còi cũng được bọc ra đổi màu hoàn toàn luôn. Đấy, VF3 đây. Đây là bên mình đã tháo ra cơ bản, còn những cái phần ốp nhựa thì chiều nay sẽ tháo tiếp để đem đi sơn. Thì cơ bản VF3 nó bên nội ngoại thất như này, thì sau này nó sẽ còn rất là nhiều option. Đây là cái gương điện gắn sẵn rồi. Mình cũng đợi một số sản phẩm về tiếp thì mình sẽ lên tiếp cho con VF3 như cốp điện, cốp hành lý trước cũng đang đợi hàng về. Thì VF3 này sau hoàn thiện thì mình sẽ lên những cái video tiếp, ngay cả cái ghế điện tải phụ rồi ghế chỉnh nhanh của ghế bên phụ để vào cái băng 2 nó dễ dàng hơn. Thì bên mình cũng đang đợi hàng về để mình lắp đặt trên con này và review cho các bạn coi. Đấy, thì tổng kết sơ sơ cơ bản ngày hôm nay của Gara Cà Việt.